Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Ủy ban châu Âu, EC, đang thảo luận về khả năng sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga trị giá 207 tỷ euro đã bị đóng băng ở các ngân hàng trên lãnh thổ Liên minh châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin Tổng thống Mỹ Joe Biden là người đưa ra quyết định về việc Kiev có thể gia nhập NATO hay không và hối thúc ông chủ Nhà Trắng đưa ra lời mời. Một số quốc gia và tổ chức Arab đang lên án chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel ngày 3 tháng 7 nhằm vào thành phố Jenin ở phía bắc bờ Tây. Tại hội nghị với các lãnh đạo châu Á, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sự ổn định và khối đoàn kết của Nga bất chấp vụ nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy viên Tư pháp châu Âu ông Didier Reynders đã nêu chính xác số lượng tài sản có chủ quyền thuộc về Liên bang Nga mà các nước EU đã đóng băng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nó hiện ở mức 207 tỷ euro, thông tin trên được đưa ra trong một cuộc họp báo ở The Hague. Ủy ban châu Âu, EC, đang thảo luận về khả năng sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga trị giá 207 tỷ euro đã bị đóng băng ở các ngân hàng trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, EU, bao gồm cả tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, để tài trợ cho việc khôi phục Ukraine, ông Ryder lưu ý. Theo quan chức phụ trách công tác đóng băng, tái đầu tư và tìm kiếm cơ hội tịch thu tài sản Nga của Ủy ban châu Âu, EU dự kiến nhận được tới 3 tỷ euro mỗi năm theo cách này, mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra đối với số tài sản trên. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó cũng nói rằng các tài sản bị đóng băng của Nga nên được sử dụng để tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Đồng thời, nhà lãnh đạo Đức gọi vấn đề tịch thu là quá trình vô cùng khó khăn. Sau hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra gần đây, ông Scholz nói rằng các nhà lãnh đạo của EU đã chỉ đạo Ủy ban châu Âu làm việc về vấn đề này và sớm thông báo về kết quả. Bên cạnh đó, cũng nằm trong diện bị phong tỏa là tài sản của những người Nga thuộc danh sách trừng phạt cá nhân. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, số tài sản bị đóng băng nói trên có trị giá 58 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, có thông tin cho biết Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chuyển giao tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine. Dự luật trao cho Tổng thống Mỹ quyền tịch thu và chuyển khoản tiền của Moscow đang bị đóng băng cho Kyiv. Thông tấn Ukrinform hôm 4 tháng 7 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với CNN nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden là người đưa ra quyết định về việc liệu Ukraine có thể gia nhập Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, hay không. Ông ấy ủng hộ tương lai của chúng tôi trong NATO, Tổng thống Zelensky nói thêm, khẳng định việc Kiev nhận được lời mời vào NATO từ Mỹ sẽ mang đến động lực rất lớn cho các binh sĩ Ukraine. Ngay lúc này, điều đó rất quan trọng, ông Zelensky phát thông điệp. Theo lời Tổng thống Zelensky, Ukraine hiểu nước này sẽ không thể gia nhập NATO trước khi chiến sự kết thúc vì tranh chấp lãnh thổ là yếu tố quyết định xem liệu NATO có nên mời một quốc gia tham gia vào liên minh hay không. Tuy nhiên, ông cho rằng điều quan trọng với Ukraine lúc này là cảm thấy mình đang thực sự ở bên cạnh các đồng minh tương lai. Việc Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một lý do dẫn đến cuộc xung đột với Nga. Ukraine năm 2019 đưa mục tiêu gia nhập NATO vào hiến pháp, bất chấp cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng ở biên giới sẽ kéo theo mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Cuối tháng 9 năm 2022, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugan, Tổng thống Ukraine ký đơn xin gia nhập NATO khẩn cấp. Tuy nhiên, Mỹ và các thành viên chủ chốt NATO sau đó tin rằng hiện tại chưa phải lúc xem xét đơn gia nhập của Kiev. Trang The Hill đưa tin các quốc gia Arab đã lên tiếng phản đối chỉ vài giờ sau khi Israel phát động tấn công, khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập đã mô tả chiến dịch của Israel là vũ lực quá mức và bừa bãi, gây thương vong đáng tiếc cho người dân thường. Giới chức Ai Cập cũng cảnh báo về những mối nguy hiểm nghiêm trọng từ các vụ tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào người dân Palestine. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Jordan kêu gọi hợp tác quốc tế để chấm dứt hậu quả thảm khốc trong chiến dịch của Israel tại thành phố Jenin. Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng phản đối động thái trên. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã tiến hành cuộc không kích hàng loạt, đồng thời điều hàng trăm binh sĩ đến tấn công thành phố Jenin và trại tị nạn ở đây. Israel cáo buộc khu vực này là căn cứ hoạt động chính của các nhóm khủng bố để tiến hành các cuộc tấn công cũng như sản xuất và phân phối vũ khí. Ông Ahmed Ghez, Tổng thư ký của Liên đoàn các quốc gia Arab, cho rằng việc ném bom các thành phố bằng máy bay, san phẳng nhà cửa và đường xá sẽ chỉ khiến tình hình leo thang hơn nữa. Tình trạng bạo lực tại các vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng ở bờ Tây và Gaza đã trở nên mất kiểm soát năm nay, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn khác ở Trung Đông. IDF đã phản ứng mạnh mẽ với hoạt động của các tay súng Palestine dưới thời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo các số liệu chính thức, kể từ tháng 1 năm 2023 đến nay, 24 người, hầu hết là người Israel, đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công của các tay súng Palestine và hơn 175 người Palestine, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của binh sĩ và người định cư Israel.
các quan chức Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về cuộc tấn công Jenin. Washington vốn là đồng minh lớn của Israel, nhưng ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Palestine và Israel. Hội đồng quan hệ Hồi giáo Mỹ, một tổ chức vận động Hồi giáo lớn, đã nhiều lần lên tiếng phản đối hoạt động quân sự của Israel, kêu gọi Mỹ đáp trả hoạt động quân sự của Israel. Israel chiếm đóng khu bờ Tây vùng lãnh thổ người Palestine xác định là nòng cốt của nhà nước Palestine độc lập trong tương lai, cùng với Đông Jerusalem và dải Gaza trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Sau nhiều thập kỷ xung đột, các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã bị đóng băng kể từ năm 2014. Nhân dân Nga đoàn kết hơn bao giờ hết. Chính giới và toàn xã hội Nga đã cho thấy sự đoàn kết và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc trên cùng một mặt trận, chống lại âm mưu nổi loạn vũ trang. Tổng thống Nga Putin phát biểu trực tuyến tại hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, ngày 4 tháng 7. Ông Putin cũng cảm ơn các thành viên khác của SCO, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ trật tự hiến pháp, tính mạng và an ninh của người dân trước các âm mưu nổi loạn. SCO do Trung Quốc và Nga thành lập từ năm 2001 với thành viên là các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, sau này kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan. Tại cuộc họp, ông Putin cho biết Nga đang trở thành mục tiêu của các quốc gia nước ngoài, những nước đã lôi kéo một láng giềng đối đầu với Nga, sau đó áp các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có lên Moscow. Suốt một thời gian dài, các thế lực bên ngoài đã thực hiện một kế hoạch ở biên giới của chúng tôi, biến nước láng giềng Ukraine thành một quốc gia thù địch chống lại Nga. Họ bơm vũ khí cho Ukraine 8 năm qua, ông Putin nói. Ông cáo buộc phương Tây phát động một cuộc chiến tranh tổng hợp, thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương, nhằm làm suy yếu Nga cả về kinh tế lẫn an ninh. Mặc dù vậy, ông Putin khẳng định Nga đã thành công trong việc đối phó với sức ép đó. Hội nghị SCO đánh dấu sự kiện quốc tế đầu tiên ông Putin tham dự kể từ sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng quân sự tư nhân Wagner hôm 24 tháng 6 mà Moscow cáo buộc phương Tây có liên quan. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.